hai loại ánh sáng khác nhau. Một là cái ánh sáng của tâm, hai là cái ánh sáng của đối tượng. Ví dụ như một cái người hành thiền hơi thở, khi cái tâm của mình định tĩnh thì nó sẽ phát ra một cái ánh sáng đó. Thì nếu như cái ánh sáng ấy nó xuất hiện ở một cái khoảng cách trước mình khá là xa, nó có thể xuất hiện ở trước mặt mình, nó có thể xuất hiện ở trên đầu, hoặc lúc mình đưa hướng cái tâm đi đâu thì mình sẽ thấy nó sáng ở đấy. Thì cái lúc này thì cái ánh sáng đấy được gọi là cái ánh sáng do tâm của tâm, hay là ánh sáng trí tuệ, tức là cái tâm của mình nó sáng đấy, cái tâm của mình thanh tịnh, cho nên nó sinh ra cái sắc do tâm sinh. Thì cái đấy nó cũng là một cái sắc pháp do tâm mình nó sinh lên, do cái tâm mình hành thiền mà nó sáng lên. Thì cái ánh sáng này không quan trọng, và một cái người nào hành thiền mình có thấy cái ánh sáng này, mình đừng có đi theo nó, đừng quan tâm đến nó, hãy buông bỏ nó ra sang một bên, và mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Và nếu như khi nào mà có cái ánh sáng nó xuất hiện ở ngay sát hơi thở của mình, ngay sát đầu mũi của mình, thì cái đấy nó gọi là nimitta tướng, hay là gọi là cái ánh sáng của hơi thở. Thì cái ánh sáng này mới là cái đối tượng mà của cái tâm thiền. Và nếu như một cái người mà thấy cái ánh sáng ở ngay trước cửa mũi này, thì cái ánh sáng đấy nó sẽ sáng chói, nó sáng rực rỡ, nhưng mà nó chỉ có ở cái vị trí ở gần mũi của mình thôi, chứ cái ánh sáng này nó không di chuyển được cái chỗ nào khác, bởi vì cái hơi thở của mình nó chỉ có ở mũi này, cho nên cái ánh sáng này nó xuất hiện nó cũng chỉ ngay ở trước cửa mũi, chứ nó không đi được đâu. Còn cái ánh sáng mà mình đưa tâm đi đâu nó sáng ở đấy, thì là đấy là cái tâm của mình. Thì cái tâm này nó sinh ở đâu? Cái tâm này nó sinh từ cái sắc trái tim. Tức là ở trong cái trái tim của mình nó là có, đấy được gọi là cái vùng ý môn, hay là gọi là cái tâm cơ. Thì trong khi mà mình có 6 căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì khi mà hành thiền ấy, thì 5 căn nó ngừng nghỉ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó ngừng nghỉ, nó được đóng lại, và nó chỉ còn một cái căn cuối cùng, nó là ý căn. Vậy thì khi mình nhận biết hơi thở này, là ý thức của mình nó đang nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Và cái lúc này mà cái ánh sáng nó xuất hiện chính là cái ý của mình nó sáng lên. Cái ý này nó sinh khởi từ cái sắc trái tim. Vì vậy cho nên cái ánh sáng này nó phát sinh ra từ cái sắc trái tim của mình, chứ nó không sinh ra từ chỗ nào khác. Nhưng mà nó, cái ý của mình nó có thể mình cứ nghĩ, mình hướng tâm đến đâu thì cái ý mình nó ở đấy. Vậy cho nên là cái ánh sáng ấy nó có thể chạy năng xăng khắp mọi nơi. Nếu như mình cứ đi theo nó thì cái tâm nó rất là năng xăng, và nó tán loạn, và nó sẽ không định tĩnh được.